Em xin kính chào quý vị, quý nhà đầu tư nhé. Và hôm nay em có một sản phẩm, một lô đất có địa chỉ tại xã Công Hà Tốc, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Và cái sản phẩm hôm nay em giới thiệu cho quý vị anh chị là một lô đất rẫy có tổng diện tích là 1,5 hectare nhé. Đã bao gồm một căn nhà cấp 4 như thế này. Và nó ôm, đây là một bìa riêng quý vị anh chị nhé. Bìa này thì sẽ có tổng diện tích là 2,4 2480 m2 quý vị anh chị nhé. Và nhà này thì là ba mặt tiền đường. Đó. Nó ôm mặt tiền đường nhựa như thế này là được 22 m. Và chạy sâu vào bên hông này là được 74 m, và mặt tiền đằng sau là được 33 m quý vị anh chị nhé. Là tổng cái bìa này là được 2,64 quý vị anh chị nhé. 2480 m2. Trên đất đã có nhà cửa, chuồng trại, bếp núc, rồi điện đóm đầy đủ hết. Hiện tại là gia chủ đang về quê lo công việc nên là không có ở đây. Mấy nữa gia chủ mới về thì em không thể quay vào nhà quay chi tiết cho quý vị anh chị được. Em đứng bên ngoài em quay. Nhà thì nói chung là nhà nhỏ nhỏ thôi quý vị anh chị, nhà ở nhà dãy. Đường này hiện tại là đang là đường đất, mùa mưa thì nhìn nó bị lầy quý vị anh chị, lầy. Trong đất đỏ Ba Gian thì mùa mưa gặp nước là nó bị lầy quý vị anh chị. Đấy là đặc trưng của đất đỏ Ba Gian. Đây chúng ta có dừa này. Ở đây thì có bình năng lượng mặt trời đầy đủ hết. Đây quý vị anh chị nhé, có bình nước rồi năng nước nóng, năng lượng mặt trời. Đây chúng ta có chuồng trại này. Hiện tại gia chủ đang về quê giải quyết công việc nên là em không thể vào quay trong nhà được. Đây gia chủ trồng rau với lại trồng cây ăn trái ở đây quý vị anh chị nhé. Gia chủ cũng rào hết lưới B40 rồi. Đường bọc quanh đất như thế này quý anh chị nhé. Đây là toàn bộ cũng có cà phê, chanh, rồi vú sữa, rồi xoài, đủ các loại cây. Đây là khu dân cư hết này. Và phía bên này thì chúng ta có một 1 hectare 25 nữa quý anh chị. Bên này chúng ta có 1 hectare 25 cà phê, đông đặc cà phê luôn. Có điện, nước, có điện, có giếng. Nó ôm cái mặt tiền đường này là 113 m quý vị anh chị nhé. 113 m ôm theo mặt tiền đường nhựa này. Đây, ranh giới của chúng ta bắt đầu từ đây, từ cái cột bê tông này. Đây, nó ôm chạy tốt xuống dưới là 113 m quý vị anh chị nhé. Và từ vị trí sản phẩm lô đất này mà chúng ta ra đến cái mặt tiền đường liên xã là khoảng 500 m thôi quý vị anh chị. Là chúng ta đi theo hướng này và chúng ta ngược về trung tâm thị trấn Chư Sê thì nó rơi vào khoảng 6 cây số, và ra đến trung tâm ủy ban trường chợ là khoảng 1 cây quý vị anh chị nhé, khoảng 1 cây. Ở đây thì khu vực dân cư ở khá là đông, trong này khá là đông xung quanh đây quý vị anh chị nhé. Đây và em sẽ tiến vào cái vườn cà để quay chi tiết cho quý vị anh chị. Ở đây thì được gia chủ rào hết là lưới B40 rồi nhé quý vị chị nhé. Lưới B40 rào hết xung quanh đất rồi. Đây, em sẽ mở cổng vào. Đất của chúng ta là đất đỏ Ba Gian nhé quý vị chị nhé. Đất đỏ. Hôm nay là thời tiết hôm nay là mấy ngày hôm nay là mưa quý vị chị. Đây trời khá âm u mưa. Đất thì bằng như sân bóng, phẳng như sân bay quý vị anh chị. Tổng diện tích của cái bìa này là 1 hectare 25. Trên đất là đã trồng đông đặc cà phê, và cà phê đã được kinh doanh như thế này rồi. Cà phê này thì cũng khá là sai quý vị anh chị nhé. Cà này thì khoảng 6 đến 7 năm tuổi rồi quý vị anh chị. Đây, cà cũng khá là sai, trái thì khá là to quý vị anh chị nhé. Đây, đường điện 3 pha này. Đó. Chất đất đây là chất đất đỏ Ba Gian quý vị anh chị nhé. Chất đất đỏ này. Đấy. Đấy, chất đất đỏ quý vị anh chị nhé. Đặc biệt lô đất này
là phủ hồng quý vị anh chị nhé, phủ hồng là lên được thổ cư luôn. Đó. Quý vị anh chị có thể mua, chúng ta vừa làm dãy, chúng ta vừa có thể mua để dành, sau này chúng ta có thể cắt ra chúng ta bán nhé, cũng khá là hợp lý. Bởi vì mặt tiền của nó lên đến là 113 mét quý vị chị, và bìa có cái nhà là lô 3 mặt tiền luôn quý vị chị, là toàn bộ là phủ hồng lên thổ cư được nhé. Ngoài ra thì có cả bơ này. Đó. Lô đất rất là đẹp, rất là bằng phẳng. Đây chúng ta có cái giếng này quý vị chị. Đó, cà phê này. Đây chúng ta có giếng này. Đó, một giếng đào quý vị anh chị nhé. Giếng đào rồi điện ba pha ở đây. Đó. Bìa này rất là vuông nhé. Đấy, từ cái danh này chạy thẳng xuống. Đó. Cà này thì nói chung là cũng tạm tạm thôi quý vị anh chị. Cũng không phải là đẹp lắm. Cũng trung bình. Quý vị anh chị mua về thì chúng ta có kỹ thuật thì chúng ta chăm sóc kỹ hơn nhé. Cà này thì cà này không phải cà già, cà trung trung thôi. Quý vị anh chị mua về là được, chúng ta được thu cà luôn. Với giá cà hiện tại là khoảng 66.000 một cân nhân quý vị anh chị nhé. Chúng ta mua về là chúng ta được thu cà luôn. Cà đang chuẩn bị kinh doanh hết rồi, sắp được thu rồi. Ở đây thì đường đi thuận tiện. Quý vị anh chị có con cái chúng ta đi học, đưa con cái đi học thì khá là thuận tiện nhé. Trường học thì trường học rồi chợ rồi ủy ban rất là gần. Đặc biệt là đường nhựa và tận nơi luôn. Cà cũng khá là xanh, khá là đẹp này. Đất bằng như sân bóng luôn cái biên chị. Bằng mà nó ôm cái mặt tiền đường nhựa này rất là dài nhé. 113 mét. Mà nó phủ hồng nó lên được thổ cư. Đây. Hàng rào hết rồi. Đó. Ôm mặt tiền đường này. Nó chạy qua cái bụi cây cao cao kia quý vị anh chị. Đó. Còn về phần giá cả thì gia chủ đang thống nhất về giá. Thì giá cả em sẽ ghi trên phần tiêu đề quý vị anh chị nhé. Em sẽ ghi trên phần tiêu đề rồi. Quý vị anh chị nào chúng ta quan tâm thì liên hệ ngay cho em với số điện thoại em đã ghi trên màn hình, và kết bạn Zalo em sẽ gửi đầy đủ thông tin cho quý vị anh chị và dẫn quý vị anh chị đến tận nơi xem thực tế đất và chúng ta gặp trực tiếp gia chủ nhé. Và bây giờ em xin phép kết thúc video tại đây. Quý vị anh chị đang xem kênh thì ủng hộ em bằng cách cho em xin một like, một đăng ký và bật chuông thông báo để chúng ta nhận về những video cũng như là sản phẩm mới nhất của kênh Nhà Đất Chúng Em nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị anh chị.